anh ra anh dọn những cái quách cho anh hút nước miếng cho từ từ đi ba. Xin chào cô bác chị bạn, trước tiên đây sẽ cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và bình an. Xin mời cô bác chị bạn tham khảo nguyên liệu xem là món lòng lộn nấu ăn bánh canh. Thì cái lòng mình lộn ra mình khử mùi sạch hết. Cắt miếng miếng sẵn như vậy cho nó gọn, ăn nó cũng dễ nữa. Rồi, mình ốp luôn. Hạt niêm. Chút bột ngọt. Và một hũ sa tế luôn. Mình cho mấy cái tàu mùi vô cái này rồi mình loại bỏ cho nó tiện. Hành gừng nướng, gốc ngò gí cho nó thơm. Để cái xương xương bò mình đã trụng khử mùi rồi, cái bỏ vô mình nấu nước dùng cho nó ngọt. Hành tím với tỏi vàng thơm không? Mình cho cái đồng lộn vô. Mình xào cho nó chín luôn, chín nó mới thơm. Còn như vậy mình đổ vô nước mình nấu nó cũng còn mùi. Cái xương bò này mình hầm nãy giờ gần 2 tiếng, vớt bọt sạch hết rồi. Chắc là mình niêm, hạt niêm ít đường phèn với đường cát, chút xíu muối, bột ngọt, rồi cho cái tàu mùi này vô luôn, đây, cho cái thú linh này vô, cái phần thú linh này, cái khúc bự thú linh thì mình loại ra, phần đó để mình nướng. Hấp dẫn luôn. Cái này là ăn cái thú linh này cái nó không có nghe mùi luôn. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Ê, hôm nay hai anh em ăn thử bánh canh lòng lộn thử bữa ha. Rồi. Rất là hấp dẫn luôn. Thấy cái màu ngon nè. Bánh canh lòng lộn thì anh ba chưa ăn, thứ hàng ăn mà ăn rồi qua chị Vinh. Hồi ăn mà cảm nhận nó sao rồi nói nghe thấy ăn, dở nó dở nghe em. Đây cái bẫy này tặng em nè. Cũng vậy luôn. Ba cũng vậy luôn mà. Đây. Rồi hai anh em bằng nhau. Để xích cho đi thấy ăn. Nước mắm nước muối gì chan vô luôn đi. Thì thử nữa chưa mời thử hả? Thử không biết đường chan nước mắm. Wow. Ăn thiệt chứ. Để làm gì đây? Ủa, bắt chước ăn mặn với ông ta nữa. Về Phan Thiết ở liền. Rồi. Anh em xong hết ha. Bây giờ bàn với hai anh em thế này. Thời gian á, hôm nay mình không đưa thời gian. Cho hai anh em tự quyết định thời gian. Sao? Cái này là hơi nóng. Mà ăn là thi đó. Nửa tiếng anh ba. 15 phút. Sao? 15 phút em ngập cảm nhận sao? Nửa tiếng nửa gì 15. Sao hãy hãy chơi chơi không chơi thôi à, đơn giản. Tại nó tôn trọng ý kiến ba. Rồi ok, hãy em mà nói với ý kiến ba đưa ra là phải lụm cho. Rồi ok, hãy mà thắng á trước. Giờ cái đổi cũng đâu được đâu.
thì anh em mà gọn gàng ha, hỏi mà thua không kịp giờ thì anh em cũng phải chấp nhận nha. Vậy chứ sao? Hỏi mà không kịp giờ thì anh em cũng phải chấp nhận phần thua của mình. Ờ, thấy lại đẹp chưa? Ủa đẹp như gái 18. Đẹp ơi. Anh em chậu xong hết chưa? Rồi. Rồi ha. Rồi. 15 phút hết trước thì có hai tờ bự. 15 phút sau có hai tờ nhỏ. Hai tờ nhỏ. Ok. Hiểu hết rồi, phải không? Rồi rồi. 15 phút căng lắm nha, nóng đó nha. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi. 1. Sơn cũng xin đại diện với anh em không mời cô bác chị Hoàng ơi dùng bánh canh với anh em mình. Xin mời. Lo gấp cái quên mời luôn. Mời quên mời là thất bại liền. 1 2 3. Quán rồi. Ủa, nó canh lòng lầu anh bà. Ừ. Đúng bài luôn rồi. À, gần mình có đám mới nhạc hay lớn, sơn dẫn tiếng hơi nhỏ chút, cũng rất mong cô bác chị bạn thông cảm. Nhanh hơn cái máy. Đổ ba con bún à? Không sao, ông ba cậu không sao, cố gắng đừng cho đổ được, mình không cố ý mà, tại vì mình thi nhanh quá buộc quá.
có sơ sót chút xíu. Mới là mái mà. Đấy, gây cắn hơn trong phim nữa. Giống như là xe mà hú còi vậy, tàu lửa hú quá sức hai này bạn. Hôm nay là hầu như là mình thấy là mới làm máy hay là em nó cố gắng sao không biết, nhưng mà ăn 2 lít thắng anh ba, đúng 2 lít chịu thiệt, mà anh ba còn lấy nhiều đấy. buồn chút đỉnh không sao anh ba. Chú ơi hay quá thằng ơi, cố lên anh ba. Anh ba nhiều khi anh cũng y là thấy thằng ăn cũng không có lẹ lắm, nhưng mà kết cuộc là anh ba lại thua. Cái ý này chết hoài. Phần đó là uống phơi chơi hết ba. Rồi. Thế anh cho anh cảm nhận là em ăn cái bánh canh lồng lộn này với bánh canh lồng lộn ở Trà Vinh, em so sánh ăn bằng của quán không em? Đậm đà hơn. Bằng quán anh vui rồi. Mà ngon mà đậm đà hơn. Mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chào, hẹn gặp lại. Bye.